Hàm Đàm, Công Dung môn hạch, nhưng mà lạ lắm. Nay live sớm chắc cuối tháng lại sủi rồi á. Không, điên à? Mai sủi rồi. Vãi cả. Đùa đấy, nhưng mà tháng này thì mình sẽ không có cố định được lịch livestream đâu. Nó sẽ lằng nhằng, nó sẽ kiểu không có rõ ngày nào cả. Ví dụ như hôm qua chẳng hạn, hôm qua mình nghỉ stream bởi vì là mình đi chơi với Hàng Đàm. Và tiếp nối câu chuyện đi chơi với Hàng Đàm thì mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện này. Thì hôm qua mình đi chơi với Hàng Đàm. Thế rồi là hôm qua mình chụp cho Hàng Đàm mấy cái ảnh mới. Thì Hàng Đàm rất là thích đi cà phê để chụp hình, nhưng mà lôi được bái ra ngoài đường thì bái cũng lười lắm, bình thường bái không có chịu đi đâu. Hôm qua mình rủ đi thế là mới đi. Đấy, thế là hai chị em đi ra quán cà phê xong mình chụp cho bái mấy cái ảnh đẹp. Thế xong rồi là chụp về đến nhà là khoảng tầm 5:30-6 giờ tối. Thì lúc đấy là cũng muộn muộn rồi, xong rồi ngồi ăn cơm, bái ngồi chỉnh ảnh xong bái vào ăn cơm xong thì bái bảo thôi chết rồi. Muộn rồi, không kịp đăng ảnh rồi. Thì các bạn biết được là con gái là sẽ có giờ vàng để đăng ảnh ấy. Thì thông thường nó sẽ rơi vào khoảng tầm 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Đấy, khá là nó sẽ rơi vào khoảng quanh 7 giờ ấy. Chứ còn muộn quá thì sẽ không kịp. Mà bà Hằng là bà ấy livestream vào khoảng tầm 8 giờ đúng không? Nếu mà đăng muộn quá khoảng tầm 7:30 thì sẽ 7:30 thì nó lại sát giờ stream quá. Đại khái là phải có thời gian để cho người ta còn like đúng không? Đúng đúng. Thế là lúc ấy là khoảng tầm 7:30 thì đấy bà Hằng bà ấy bảo là thôi chết rồi, muộn rồi, không kịp đăng ảnh rồi. Thế mình bảo thế thôi mai đăng. Bà Hằng đảm bảo thế để mai đăng đi. Thế là hôm qua mệt quá đi chơi về mệt quá, thế rồi mình cũng nghỉ. Mình không stream, hôm qua là mình không stream. Thế sau hôm nay Hằng Đàm đăng ảnh thì Hằng Đàm ngồi đấy, Hằng Đàm hỏi mình là thế hôm qua mình cũng chụp ảnh hết mọi người, hôm qua mình cũng có đăng lên đấy. Thơ hôm nay Hằng Đàm ngồi xem lại ảnh để chuẩn bị đăng, Hằng Đàm hỏi mình là đăng cái nào, xong mình bảo cái này được mày, ok được được. Sao Hằng Đàm bảo là fashion là gì nhỉ? Xong mình bảo là công dung ngôn hạnh mà hỏng ai bên cạnh. Sao Hằng Đàm bảo cái gì cơ? Công dung ngôn hạnh mà hỏng ai bên cạnh mà không ai bên cạnh nghĩ thì kiểu viết điệu điệu đi để là hỏng ai bên cạnh. Sao Hằng Đàm sao mày lại biết câu này? Hôm qua em định đăng ấy, em định đăng nhưng mà xong em suy nghĩ lại em thấy là mình cũng không công dung ngôn hạnh lắm nên là em không đăng. Nếu mà chị đủ chơi chẽ thì chị cứ đăng đi. Xong bá ngồi bá cười. Tức là cái câu đấy là câu hôm qua mình định đăng rồi, hôm qua mình có đăng một cái bức ảnh ấy nhưng mà mình không đăng caption đấy bởi vì là mình cảm thấy là mình không có đủ công dung ngôn hạnh nên mình không đăng. Thế mình bảo Hằng Đàm đấy, chị đủ chơi chẽ thì chị đăng đi. Hằng Đàm đăng. Sao Hằng Đàm đăng cái ảnh các caption đấy. Vấn đề là ấy, bái đăng caption đấy xong rồi trước khi bái đăng caption đấy là bái lên Google bái search xem là công dung ngôn hạnh là như nào. Sao các bạn đọc xong bái bảo là chết mẹ mình cũng không công dung ngôn hạnh lắm. Sao mình cũng cười mà thôi cứ đăng đi. Đấy, thế là xong rồi Hằng bái đăng lên xong rồi đến tầm trời ăn cơm buổi trưa xong ấy thì là mình với Hằng Đàm lên đi nằm này. Hằng Đàm lên đây nằm ngủ này, là mình ngồi làm một lúc xong rồi mình ăn no quá thế là mình bị buồn ngủ căng da bụng trùng da mắt mà. Thế mình ăn xong mình buồn ngủ quá thế là mình ra mình nằm cùng Hằng Đàm. Xong rồi nằm một lúc thì mình thấy cái giường nó cứ kiểu sáng buổi sáng Hằng Đàm thay ga cho mình á, quên mất là tôi là cái ga nó bị bẩn nên là sáng nay Hằng Đàm thay ga cho mình nó. Chứ mẹ Hằng Đàm thay ga cho mình. Cái xong rồi là buổi trưa mình lên nằm ngủ mình cũng cứ thấy kiểu cận đít ấy mọi người. Nhưng mà mình cũng lười mình cũng không có để ý. Xong mình cứ mò cái điện thoại của mình thì mình thấy cái điện thoại của mình để bên cạnh này rồi. Sau một lúc sau Hằng Đàm ngủ dậy, Hằng Đàm bảo là ui giời ơi, cái điện thoại ở dưới. Tức là mình có hai cái điện thoại thì một cái điện thoại là mình cầm ở tay và một cái điện thoại là sáng nay để ở giường. Xong Hằng Đàm trải ga giường là Hằng Đàm trải lên luôn đấy. Xong rồi là Hằng Đàm trải cái ga đấy phủ lên luôn cái điện thoại của mình. Xong rồi bảo ui ôi công dung ngôn hạnh. Thế là móc ra được cái điện thoại ở dưới xong nằm một lúc lại thấy cạnh hóa ra là lại một cái bờm nữa, cái bờm như này này. Mình có hai cái bờm, bờm con cua bờm con cá ấy. Thì đây là bờm con cá, còn bờm con cua thì ở trên giường của mình. Xong Hằng Đàm trải phủ cả ga lên luôn. Sau rồi lúc sau mẹ mình lên mình mới khoe mẹ mình bảo đấy con gái mẹ đấy công dung ngôn hạnh đấy. Xong rồi trải ga giường thì là cái điện thoại ở cái sược cái bờm đấy để ở trên giường cũng phủ lên luôn, không cả bỏ ra luôn. Sau lúc sau mẹ mình ngồi mẹ mình cúi miệng mình sờ miệng mình bảo ôi Hiền ơi, hình như nó còn trải ga ngược hay sao ấy. Bây giờ nó vẫn ngược mọi người ạ. Đây để mình chụp cho mọi người xem chứ. Bây giờ nó vẫn ngược đấy chứ còn nó chưa được trải lại đâu. Không biết tại sao. Công dung ngôn hạnh của các bạn đây. Đây là cái ga giường sáng nay Hằng Đàm trải cho mình nhá. Không nói phép một tí nào, không nói điêu một tí nào. Mình vừa chụp cho các bạn xem xong. Đấy, trải ga giường ngược. Cả điện thoại và cả cái bờm mình để trên giường là cũng thế trải lên luôn. Thế mà đủ tự tin để đăng cái caption công dung ngôn hạnh trong khi mình cảm thấy là mình cũng được mà mình còn không dám đăng như thế. Trời ơi. Cô gái giọng trầm sợ không lấy được chồng. Cột tóc đi nắng ơi em. Cái tóc này nó mới nữ tính mới lấy được chồng chứ. Chứ với cái giọng nói này mà còn đàn ông nữa thì sao lấy được chồng trời. Giọng thì đi fix lại được mà chị ạ. Không, mình nói vui vui vậy thôi chứ mình đâu có nhu cầu sửa giọng đâu. Mình thấy giọng mình ok mà. Với cả lên đây nói vậy thôi chứ ra ngoài mình nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Đéo tin. VL quả giọng thương hiệu tan chảy bao. Con tim vậy ông kêu đổi. Không biết thưởng thức giọng này thêm combo hủy diệt tình yêu nữa. Mê thì mê tít.
Em ơi, thực ra thì chị rất là cảm ơn cái comment của em ý. Chị biết đây là một cái comment mà nó đang tích cực. Ý là đây là một cái comment mà khen ngợi đúng không? Không hề chê đúng không? Đang khen là cái giọng của mình hay đúng không? Bạn thích giọng của mình nên là bạn comment như vậy đúng không? Thế nhưng mà đặt ở trong hoàn cảnh này thì nó khác. Chúng ta đang nói đến cái hoàn cảnh lấy chồng. Tức là cái giọng này mang lên livestream thì có vẻ như là các bạn sẽ thấy là chả giống ai cả. Giọng đàn ông, giọng oang oang, giọng kiểu như là nghe nó vui tai. Thì đấy là hoàn cảnh mình đang làm việc nó khác. Chứ còn giọng này đi tán gái, à lộn nhầm, đi tán trai hay là trai tán thực sự là rất là khó khăn. Không phải là cứ cái gì tốt thì trong mọi hoàn cảnh nó đều tốt nhé. Tức là livestream nói chuyện thì vui, nhưng mà yêu đương thì con trai không thích giọng của mình, các chắc chắn con trai đã thích giọng của mình. Các bạn cũng ở đây cũng có nhiều bạn con trai mà đúng không? Các bạn xem livestream thì các bạn sẽ thấy vui, thấy thích. Nhưng mà nếu mà yêu đương thì các bạn sẽ chọn những bạn nữ mà kiểu giọng dịu dàng, giọng kiểu nũng nịu anh ơi, cái kiểu đấy đúng không? Chứ còn giọng mà kiểu oang 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 thì không thích. Nhưng mà bình thường bên ngoài giọng mình cũng không oang oang đâu, mình bên ngoài mình cũng nói nhỏ nhẹ mà. Đến gặp mẹ chồng với giọng này thì ui trộm vía yêu đương các thứ đến tận bây giờ 25 tuổi rồi vẫn chưa bao giờ gặp gia đình người yêu. Yêu bao nhiêu người rồi mà vẫn chưa bao giờ đến cái đoạn gặp gia đình người yêu luôn. Chưa bao giờ. Nên là thật là nhục nhã khi mà mình ngồi đây và thỉnh thoảng nhận được cái comment là chị ơi đến nhà người yêu chơi thì mua gì làm gì. Chị không biết chị đã bao giờ đến nhà người yêu chơi đâu, yêu toàn được 2 tháng chia tay. Mình không nghĩ là có một cái mối quan hệ nào mà kiểu yêu được 1 tháng có thể dắt được về đâu. Thường thì sẽ là vài tháng đúng không? Mọi người sẽ kiểu yêu nhau, tìm hiểu nhau, mất vài tháng đầu để hai người tìm hiểu nhau trước đã. Đấy, rồi khi nào mà người ta kiểu cảm thấy thân thiết gần gũi, một mối quan hệ nghiêm túc thì người ta mới dắt nhau về nhà. Chưa kể là bây giờ nghiêm túc, mối quan hệ nghiêm túc ít lắm. Người ta còn kiểu như là chat nhau, ghost nhau, trời ơi đủ các trò. Nên là mình thì cũng chưa có chắp gót quần què gì, tại mình ế mà. Nhưng mà đấy, mình nói là ý là để cái đoạn mà gặp gia đình nó là một cái giai đoạn rất là xa xôi, khó khăn đối với mình. Ủa mà bà yêu quá 6 tháng bao giờ chưa ấy nhỉ? Rồi, trời ơi, mình đã khoe với mọi người là cái mối tình mà lâu nhất của mình là gần 1 năm. Ôi, nhá. Học cấp 3 cùng chị, nhớ vẻ đẹp chị nắng hồi cấp 3 quá. Ôi, lâu ơi. Lâu học cấp 3 của chị á, em học lớp nào đấy? Em có thể ý là em có thể comment nhiều hơn để cho các bạn biết được không? Tại vì thỉnh thoảng chị có kể về hồi cấp 3 của chị, nhưng mà mọi người tin ý. Đấy, thì không biết em có thể kể về một số ấn tượng của em về chị được không? Nghe cái câu là nhớ vẻ đẹp chị nắng hồi cấp 3 quá, sau hồi trái tim như thế này, có vẻ như bạn này có ấn tượng tốt về mình ấy. Tranh thủ để hỏi xem là có cái gì không, để còn mẹ không là mọi người lại bảo mình lòe mọi người ấy. Thì không biết là Long gặp chị hồi cấp 3 thì Long có ấn tượng gì? Ý là những cái ấn tượng tốt đẹp ấy, cái gì xấu xa thì đâu mình quên đi. Hồi cấp 3 chị chat nhiều thằng lớp em ghê, tao đấm mày bây giờ, tao chưa chat thằng nào nhá, điêu nữa vừa đây. Miền Bắc hay miền Nam bạn thích sống ở đâu hơn? Chị thích sống ở miền Nam hay miền Bắc á? Mình thấy mỗi miền nó có một cái hay riêng ấy. Thật ra thì đợt trước là mình có định chuyển vào miền Nam rồi. Mình thì mình thích sống ở miền Nam hơn, tại vì mình còn trẻ và mình muốn có nhiều cơ hội, với cả cái thời tiết ở trong Sài Gòn nó phù hợp với sức khỏe của mình hơn ấy. Tại sức khỏe của mình kém, mình ở miền Bắc nó trời trời mình đau đầu không chịu nổi luôn ấy. Thì lúc với cả cái thời điểm mà mình bị xịt chết và mình bị có vấn đề về tâm lý á, là mình mỗi lần mà mình bước vào cái căn phòng này là mình cảm giác như là nó là cái nhà tù ấy. Tức là đấy là vấn đề tâm lý của mình thôi. Mình hoàn toàn có thể bước ra ngoài đường nhưng mình không đi, mình cứ ở trong nhà. Cứ mỗi lần mà mình bước vào trong cái phòng này là mình cảm giác như là cái phòng ấy như là cái nhà tù ấy. Lúc ấy là mình trầm cảm, mình kiểu như là mình phát điên phát rồ lên luôn ấy, mình sợ lắm ấy. Lúc ấy là mình chỉ muốn chuyển nhà thôi. Đợt đấy là mình đã tìm nhà này kia, mình định chuyển đi rồi. Thì cá nhân mình thì mình thích sống ở đấy hơn. Mình cũng không biết được là về già như thế nào hay như thế nào. Tức là mỗi miền nó sẽ có cái hay riêng, chả so sánh được đúng không? Ví dụ như là trong những ngày này ở trong miền Nam, mọi người kêu trời kêu đất lên về nóng ba mấy độ, nhưng mà Hà Nội như mùa thu luôn. Trời rất là mát nhưng mà đau đầu. Vẫn đau đầu với cái lý, tại vì là trời trời mà sổ mũi hắt hơi suốt ngày đau đầu lắm. Ai mà bị xoang thì chắc là không sống nổi ở cái thời tiết này, nhưng mà thời tiết rất là mát luôn. Hôm nay đi ra ngoài đường gió thổi xong mình với hàng đàm bảo trời này mà đi chơi thì sướng nhở, kiểu thích lắm. Thời tiết này mà đi chơi thì đã lắm, nó kiểu mát mát, nó như mùa thu ấy. Trời nó kiểu râm râm, sau rồi nó vẫn còn, xong rồi thỉnh thoảng có nắng nhưng mà nó mát, nó có gió, thích lắm. Đã vãi cả cứt luôn. Tại sao người miền Bắc khó tính hơn vậy chị ạ? Tại sao người miền Bắc khó tính hơn á? Mình nghĩ là bạn cũng đang nhìn chung chung thôi, chứ không hẳn là, mình nghĩ ở đâu cũng sẽ có người khó tính và người dễ tính, chứ không hẳn. Còn nếu mà có nói chung chung thì có khó tính hơn một chút, thì bởi vì người miền Bắc cái tính cách kiểu hơi truyền thống ấy, truyền thống hơn người miền Nam.
Đấy là cá nhân mình cảm thấy thế thôi, mình không có nói ai tốt hơn hay là ai không tốt hơn, nhưng cá nhân mình cũng là một người truyền thống và mình cũng là một người khó tính. Mình cũng là một người truyền thống và mình cũng là một người khó tính, nên là mình hiểu cái này. Bởi vì là ông bà mình như thế, bố mẹ mình như thế, nên là đến mình cũng thế. Mình là một người khá là khó tính. Ví dụ như là trong nhà thì phải có trật tự ấy, kiểu như là bữa ăn thì phải, trẻ con thì phải mời người lớn, nó sẽ có những cái kiểu như là có những cái quy tắc trong gia đình ấy. Nói chung là mình là một người rất là truyền thống, những cái đấy là phải có. Thì thường cái sự truyền thống thì nó sẽ có cái mặt tốt của nó và cũng có cái mặt không tốt lắm. Ví dụ như là không tốt lắm là khó tính luôn. Mặc dù mình khó tính nhá, nhưng mà mình cảm thấy là bởi vì mình rất là truyền thống, nên là mình là một người cực kỳ là nguyên tắc luôn ấy. Mình khá là nguyên tắc và khá là kỷ luật, nó có thể đến từ cái đấy cũng không biết nữa, nhưng mà mình thấy nó cũng hơi sai, tại vì xung quanh mình vẫn có những người truyền thống nhưng không kỷ luật. Tự dưng mình nói đến cái hồi đấy mình thấy sai. Phép tắc lễ nghĩa, đúng rồi, cái phép tắc lễ nghĩa là cái rất là quan trọng với mình luôn. Mình sẽ rất là khó chịu nếu mà ngồi xuống mâm cơm mà trẻ con không mời người lớn, hay là ăn uống mà cứ gầy kiểu không có để ý đến mọi người đấy, hay là phải mời người lớn ấy. Hay là ví dụ cụng ly thì mình nhỏ hơn, mình sẽ phải để cái ly của mình thấp hơn ấy, như thế nào đấy. Sẽ có những cái phép tắc như thế, gặp người lớn phải chào. Nhưng mà những cái đấy là mình cảm thấy rất là quan trọng. Thì nó sẽ có cái tốt thôi. Ví dụ như là những gia đình truyền thống như nhà mình á, thì rất là yêu thương nhau và mọi người rất là quan tâm đến nhau. Những ngày lễ, ngày Tết, tất cả mọi người đều quây quần bên nhau. Kể cả là ở xa đến đâu sẽ về nhà với ông bà bố mẹ chứ không đi chơi. Ví dụ ngày lễ ngày Tết nhiều người đi du lịch đúng không? Thực ra thì du lịch cũng có cái hay thôi, nhưng mà nhà mình thường sẽ về quê, và đấy cũng không phải là điều phải ép buộc lắm, nhưng mà mọi người đều thích về quê quây quần với nhau ấy. Kiểu mọi người trong gia đình gần gũi với nhau lắm và yêu thương nhau lắm. Lễ nghĩa là thể hiện cách giáo dục của bố mẹ, nên người lớn khó tính ở việc đấy là bình thường á. Thì tức là nó sẽ có cái này cái kia thôi. Ví dụ như là mặc dù bố mẹ truyền thống thì giáo dục con rất là khắt khe, rất là nghiêm khắc, thường thì con cái sẽ không hư và cũng lễ nghĩa, nhưng mà nó sẽ kiểu như bố mẹ sẽ ít tâm lý hơn ấy. Đấy, kiểu vậy. Thì con cái thường sẽ phải nghe lời bố mẹ hay như thế nào hơn, không có được tâm lý như những người trẻ hoặc là hiện đại hơn, kiểu vậy. Nó sẽ có cái mặt mà tốt mặt không tốt, nhưng mà mình thấy thế nào cũng được. Mình cứ con người mình như thế nào thì mình sống như thế. Mặc dù mình là một người rất là truyền thống, mình cũng không bao giờ kiểu cố gắng bỏ đi cái sự truyền thống đấy hay là gì cả. Mình nghĩ là nếu mà có chăng thì mình cố gắng để tâm lý hơn, để mình thích nghi được với cái cuộc sống bây giờ. Ví dụ như là sau này mình có con, mình sẽ cố gắng là tâm lý hơn với cả hiểu nó hơn so với cả bố mẹ mình thôi, chứ còn cái sự truyền thống thì cũng không có muốn bỏ đi.